Chào mừng anh chị đã đến với kênh Đoán Bán Nhà Riêng Hà Nội. Ngày hôm nay Phương xin giới thiệu với anh chị ba căn nhà xây mới nằm tại phố Phan Đình Giót, cách ngã tư Vọng Trường Chinh chỉ vài bước chân thôi. Ba căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay hướng Đông Nam, với diện tích là 32m² một căn, được xây dựng 5 tầng, thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ, cực kỳ rộng rãi. Như anh chị đang nhìn thấy, đây là căn đầu tiên thiết kế tầng 1. Hiện nay thì đang trong quá trình hoàn thiện các bước cuối cùng. Một vài hôm tới nữa thì em Phương sẽ quay chi tiết phía trong cho anh chị nhé. Còn ngày hôm nay em sẽ quay bên ngoài cho anh chị xem trước. Hoàn thiện xong thì em sẽ quay chi tiết phía trong. Ngõ rất là rộng rãi, thoáng đãng. Và các form thiết kế mỗi tầng một phòng thì cho anh chị xem video của em Phương nhiều thì cũng đã biết là trong thiết kế như thế nào. Bây giờ các căn nhà của chúng ta quan trọng là về vị trí thôi. Thiết kế rất là hiện đại và sắc nét. Một vài bước cuối cùng, căn nhà của chúng ta thì nằm trên mặt ngõ thông nhé, di chuyển rất là dễ dàng. Từ đây thì anh chị có thể di chuyển ra khu vực ngã tư Sở, ngã tư Vọng, rồi lên khu vực Bờ Hồ cũng rất là thuận tiện. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.